Hello các bạn, hôm nay Đan sẽ giới thiệu cho các bạn về một tác phẩm rất là hay của Jeffrey Archer mang tên Hai Số Phận, Cain và Abel. Thì cuốn sách này á là một trong những cuốn sách ăn khách nhất của The New York Times vào năm 2003. Tác phẩm nằm trong danh sách The Big Read do BBC bình chọn. Và chúng ta được giới thiệu ở một viễn cảnh ở một khu rừng nhỏ của Ba Lan. Có một cậu bé đã được sinh ra đời nhưng mà thật không may, mẹ của cậu bé ấy đã qua đời trong khi lúc sinh cậu bé ấy ra. Và tình cờ rằng là có một cậu bé cũng nhỏ nhỏ đang đi săn trong rừng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Thì cậu bé mới lần ra cái tiếng khóc đó và thấy đứa trẻ đang nằm dưới đất và người mẹ của đứa trẻ ấy đã chết. Nên là cậu bé ấy quyết định là sẽ mang đứa bé về nhà cho mẹ của cậu. Và mẹ của cậu quyết định là nhận nuôi đứa bé ấy và đặt tên là Waladek. Waladek là một đứa trẻ rất là khác so với những đứa trẻ khác. Bình thường thì mình sẽ có hai cái núm vú ở đây, nhưng mà Waladek thì chỉ có một. Và Waladek chậm lớn, là Waladek có thân hình gầy gò nhỏ con và chậm lớn hơn so với những người anh em của cậu. Và cậu hay thường bị những người anh em chế giễu và trêu chọc vì thân hình nhỏ bé. Một hôm thì có một người nam tước rất là nổi tiếng ở trong khu vực tới nhà của Waladek và nói là trong thời gian qua thì anh ấy đã quan sát Waladek và thấy cậu bé là một người thông minh sáng dạ. Cậu bé học và hiểu rất nhanh, vượt trội hơn với những bạn cùng trang lứa. Nên là nam tước quyết định là mời Waladek và chị của Waladek tên là Florentina để về lâu đài. Và Florentina và Waladek rất là bất ngờ vì được nam tước mời về lâu đài. Nhưng mà bọn họ vẫn không muốn xa gia đình, nhưng mà bọn họ bắt buộc phải đi vì một tương lai sáng lạn hơn. Và Waladek và Florentina bắt đầu dọn đồ đạc và sáng hôm sau đã đi tới lâu đài của nam tước. Và Waladek mới làm bạn với con của nam tước tên là Leon. Và hai cậu bé chơi đùa rất vui vẻ. Và những trò chơi thường ngày của hai cậu bé là trốn tìm, đuổi bắt và bịt mắt bắt dê. Và hai cậu bé dần dần trở thành đôi bạn thân. Và một hôm thì quân Đức và quân Nga bắt đầu tấn công vào Ba Lan. Và tất cả những người sống sót trong lâu đài được nhốt ở một cái gọi là bị nhốt ở một căn hầm rất là tối ở trong lâu đài. Và Leon đã bị giết bởi vì quân Đức đã thẳng tay giết cậu. Nên là Waladek rất là cay cú và rất là giận quân Đức và sẽ một ngày nào đó sẽ trả thù quân Đức và quân Nga. Sau một thời gian khoảng 3-4 năm bị nhốt dưới tầng hầm, nam tước cuối cùng cũng qua đời và để lại cho Waladek một chiếc vòng bạc. Và Waladek rất là trân trọng chiếc vòng bạc ấy và Waladek sẽ là người thừa hưởng của lâu đài. Sau khi 3-4 năm đó, Waladek được thả ra và chị của Waladek cũng bị quân Đức và quân Nga hãm hiếp và giết chết. Sau đó thì Waladek rất là tức tối và bắt đầu là tìm cách để có thể trả thù. Nhưng mà thật không may, Waladek và những người còn sống sót khác bị quân Đức và quân Nga đưa tới một trại giam gọi là trại giam 201, là gọi giống như là địa ngục trần gian của những người bị giam cầm ở đó. Và Waladek quyết định là sẽ trốn thoát khỏi cái trại giam ấy. Và có một người bác sĩ rất là tốt bụng, và bác sĩ ấy đã cho Waladek đồ và tiền để giúp cậu trốn thoát. Và Waladek đã trà trộn vào những người đầu bếp và đã trốn thoát thành công khỏi cái trạm đó và tới Moscow. Và khi tới Moscow thì Waladek mới làm quen được một người bạn tên là George. Thì Waladek và George quyết định là cùng nhau sẽ kiếm đường thoát ra khỏi đất nước Moscow này và qua một đất nước khác. Và sau một thời gian tìm kiếm thì Waladek quyết định là sẽ nhập cư sang Mỹ. Và lúc đó cậu cũng đã đủ lớn để tự đi một mình rồi. Và Waladek và George quyết định là sẽ đi sang Mỹ để nhập cư. Khi mà qua Mỹ rồi á thì Waladek mới đổi tên mình thành Abel Rosnovsky, bởi vì đó là tên ở trên chiếc vòng bạc và cậu không muốn dùng cái tên quê mùa của cậu, và cậu sẽ đã dùng tên Abel Rosnovsky để vào đất Mỹ. Tiếp theo mình sẽ có một câu chuyện nữa đi song song với câu chuyện này là về William Cain. Thì khác với Waladek, William Cain được sinh ra trong một gia đình giàu có và cha của cậu là chủ của tập đoàn và chủ của ngân hàng tên là Cain và Cabot, và gia đình cậu rất giàu có. Và William Cain lớn lên và tốt nghiệp đại học tại Harvard và cậu đã làm quen được một người bạn tên là Matthew và hai người đã chơi với nhau rất thân. Và William Cain muốn nuôi lớn ước mơ là sau này lớn lên cậu sẽ làm chủ của ngân hàng Cain và Cabot. Sau đó thì Abel Rosnovsky, hay còn được biết đó là Waladek, đã phát triển sự nghiệp của mình và quyết định là mua lại tập đoàn Richmond. Thì tập đoàn Richmond là do một ông tên là David LeRoy. Thì ông David LeRoy này là chủ của tập đoàn Richmond, nhưng mà ông đã gần phá sản rồi bởi vì là ông nợ rất nhiều tiền.
ông nợ ngân hàng rất nhiều tiền mà ông phải trả hết, nên là ông nghĩ chắc là ông sẽ gần phá sản. Và tập đoàn Richmond này sở hữu rất nhiều khách sạn rải rác trên khắp nước Mỹ, nên là A.B. Rosnovsky quyết định là sẽ mua lại tập đoàn và đổi tên thành tập đoàn Nam Tước. Và sau đó thì David LeRoy đã thất nghiệp và ông quyết định tự tử và nhảy từ lầu 17 xuống. Nên là A.B. Rosnovsky rất là căm thù những ngân hàng nào mà đã bắt ông phải trả nợ và dồn ông tới đường cùng. Và A.B. Rosnovsky đã biết rằng là người tên William Kane đã bắt David LeRoy trả tiền nợ. Và A.B. Rosnovsky mới thầm nghĩ rằng một ngày nào đó tao sẽ bắt mày nhảy ra khỏi lầu 17. Và mối thù giữa A.B. và William Kane bắt đầu từ đây. Hai người cạnh tranh nhau lẫn về tinh thần và mặt tài chính, bởi vì họ cạnh tranh nhau và họ gọi những cuộc gọi cho nhau và hẹn gặp nhau để nói chuyện. Và mối thù ấy kéo dài 30 năm. Và sau đó cuối cùng thì A.B. Rosnovsky đã hạ gục được William Kane trong chính văn phòng của anh. Bởi vì như theo điều 7, ngân hàng của Kane và Cabot và ngân hàng Lester, và William Kane quyết định là sáp nhập hai ngân hàng lại với nhau. Và cái điều 7 trong ngân hàng của họ đưa ra rằng là nếu một người nào đó sở hữu 8% cổ phiếu của ngân hàng thì sẽ được áp dụng điều 7 và sẽ bắt buộc là tất cả những giám đốc trong ngân hàng phải nghe theo lời người đó. Và A.B. Rosnovsky đã quyết định mở một cuộc họp gọi là bầu lại chủ tịch của ngân hàng, và William Kane đã bị đuổi ra khỏi ngân hàng. Và lúc đó thì mối thù của họ đã chấm dứt, và A.B. Rosnovsky đã hạ gục William Kane một lần và mãi mãi. Sau đó thì William Kane mới lên cơn tim và sau đó là qua đời trong nhà của ông. Và A.B. Rosnovsky lấy làm thương tiếc cho người bạn của mình, không phải bạn nhưng mà gọi là kẻ thù cũ. Thì sau đó thì trong di chúc của A.B. Rosnovsky, ông để lại hết tài sản cho đứa con độc nhất của ông, Florentina. Và ông đã để lại chiếc vòng bạc huyền thoại của ông cho đứa cháu ngoại của mình là William A.B. Kane. Thì cái cuốn sách này là một trong những cuốn sách dày, rất dày mà Đăng đã từng đọc. Và cuốn này xấp xỉ khoảng 745 trang. Và Đăng mất khoảng một tuần hơn để đọc cuốn sách này. Và anh thấy cuốn sách này rất hay, bởi vì là bạn sẽ không thể nào ngừng đọc nó. Bạn đọc nó và bạn muốn biết được là cái kết tiếp theo sẽ là gì, bạn muốn biết được là cái nội dung tiếp theo sẽ là gì, nên là bạn sẽ không thể nào dễ dàng mà bỏ cuốn sách này xuống được. Nên là Đăng chấm cuốn sách này 10/10 và Đăng khuyên các bạn nên đọc nó, mặc dù nó hơi dày nhưng mà nó rất là hay và rất là đáng đọc. Và đây là phần kết của video rồi, mà nếu các bạn thấy video của Đăng hay thì đừng quên để lại cho Đăng một like và một subscribe nha. Bye bye.